ra ha. Chân lông nè, khi người ta sấy là người ta có cái lược á, người ta chải ngược lên luôn cho nên nó lông nó mới xù nè, mày không không dám chải luôn á, nó đổ lờm em thấy không, nó đổ lờm cái chỗ của nó à, mà nó vẫn còn đau á, mình chải nó cái mày nó chưa có lành đó. Con chút nữa mẹ mới chải lại được chứ giờ không có thời gian đâu có chải được. Thời gian sấy không kịp thì sao chải. Như ban mai ngày xanh, ánh nắng soi muôn hoa trên cành. Em nhớ về một ngày xa xưa có anh bên đời. Vang câu ca tình yêu, anh viết đêm mưa ngâu hôm nào. Thêm ấm nồng lửa hồng cho em, tình mãi. Chải cho nó tơi ra con, mày sấy cho nó dễ. Cái bà ớt là bà chặn lửa, sức sủi cầu tiên với cái bà ớt đó, bà không có yên. Làm thì bà cũng không yên mà, mấy cái này không khéo, lỗ tai này nha. Nó dính là phải cắt nha. Nó dính lông nữa là phải cắt nha. Nó không có tơi nè, nó chà, không có tơi ra đây nè. Không có tơi cái này ra mà nó không có... Đứng im đi, mình ngồi làm cho. Mẹ làm cho con nha. Tóc sấy ra là đẹp lắm. Thấy mát nha. Nó tung ra mà nó không tơi lông ra. Nhanh lên mình coi mình thấy kìa, đưa cái bình hương chị đi. Đây, nó cũng bị xuống rồi kìa. Đây. Không được con cho nó ra ngoài kia tí xíu đi chứ giờ cho con nó cái đó. Còn chút nữa quay lại xíu sau chứ giờ sao vậy? Quay lại tính sao? Đó đâu, nó rối lắm luôn á. Mình rồi gọi đâu có bị đâu. Mà cái lông của thằng kia thì không sao, tại vì cái đó nó chuyên dùng cho lông đen á, em biết không? Nó riêng cái đó là chuyên dùng cho lông đen. Lông tắt nâu, tắt đen á, với lại lông cái hàng kia gọi không sao, tại vì lông ngắn á. Nó nhỏ nhất mà nó hung dữ nhất nè. Ừ. Nó dữ lắm luôn. Chân con thôi chút nè. Đi mắt lên coi. Lông ra nó cứ dính vô mà nó rối cực kỳ luôn. Có hay không ngày ấy mình đã có tình đồng ấm, còn nắng ban mai tình sẽ hết vì ngày mai em sẽ đi theo một hướng tình mới, thì anh nơi đây vẫn đợi vẫn chờ vẫn tìm vẫn mong em sẽ về. Người yêu ơi, người có biết? Oh oh yeah. Ngày nào yêu nhau đắm say mà tình từ mây thoáng bay cho em ngần ngờ, đêm đêm mong manh nỗi nhớ xa xôi, mỗi khi cơ tin hình giá ban cho nhân gian an lành, có nhau mình xanh. Dịu em người ơi em luôn nhớ anh.
đồng ấm và nắng ban mai tình sẽ hết vì ngày mai em sẽ đi theo một hướng tìm mới thì anh nơi đây vẫn đợi vẫn chờ vẫn tin vẫn mong em sẽ về người yêu ơi người có biết oh oh yeah ngày nào yêu nhau đắm say mà tình từ mây thoáng bay cho em ngần ngờ đêm đêm mong manh nỗi nhớ xa xôi mỗi khi cơ tin hình ra ban cho nhân gian an lành có nhau mình sánh đôi. Giải cho nó giải một lần cho nó tơi ra rồi, rồi mẹ mẹ xế tiếp để ta tới anh hai rồi kìa rồi mẹ giải cho nó thôi là thôi, ngồi im cho mẹ. Thì đó anh luôn chờ mong em lặng im hoài mãi mãi mối tình anh. Và đây ban mai ngày xanh, dù em người ơi em luôn nhớ anh. Ta ta ri na ra, chờ anh trên thang la, anh ơi. Mình cũng phải tắm thì giờ chị, mấy bé cún cũng phải tắm cho nó mát mẻ, cho nó sạch sẽ nè. Thôi được rồi, đó nó chạy ra đó nha, giữ nó chạy ra đó nha. Không giữ quá. Đi ngoại chải lông cho nè. Ngoại chải mà trời ơi nó rối nùi tình đi làm sao mà làm ăn cái gì đây. Cái lông của con chải không được nữa nè, nó rối nùi rồi làm sao mà lại đấy nè một nùi em thấy không? Mà làm sao ở chỗ nào cũng rối hết trơn á, cái chậu này mà xài không. Ồ, bữa nay giống ba, bữa nay bắt đầu đen từ trong ra nữa kìa. Tại sao? Tại sao hai cha con mà có thù nhau hay sao mà cứ cắn nhau hoài vậy hả? Hai cha con kỳ cục vậy hả? Nhất là con á, con hung dữ quá mà. Con mà cắn cha không à. Răng á thì hai ba hàm. Cái răng gấp đôi ha. Mà kiểu á là vậy thì rồi thì ta phải rụng cái răng sữa đi để dành cái răng sữa làm chi hả hả. Đừng làm dám cắt. Mua bộ kéo mà nó dởm đời quá. Tại chủ yếu là tỉa cho nó gọn sơ sơ thôi chứ không cắt. Tỉa cho em nó gọn cái phần đuôi cho các em nó đi vệ sinh được sạch sẽ một tí. Đứng im đi cho mẹ cắt cho mà đi, mày sợ chúng con lắm á. Nha. Mày sợ chúng con cho nên con từ từ. Yên im cho mẹ cắt đi. Trời ơi mẹ chưa có chuyên nghiệp đâu, giờ mai mốt thì mẹ mới sởn giỏi chứ giờ mẹ chưa chuyên nghiệp mẹ mới có thử nghiệm nè. Cho nên con đừng có sụp cái là. Ê nè nó không có đều cái đít con nè. Ờ sắp xong rồi, sắp xong rồi. Cho mày thấy bên đây cái coi. Nghe tiếng nó sợ luôn. Đây nè là sữa con gái của muối ớt. Con có thể từ từ cho ngoại làm không? Cái chân ngoại đâu có làm cái gì con đó. Đó mới đầu ngoại không biết bây giờ phải giữ gì nè. Lấy cái cây bây giờ thở về thở. Tự nhiên phải thở luôn. Mình cho thở Du Duyên, nói đi, Du Duyên. Em Du Duyên húi, cho con thở. Cho con thở sao con sống. Cho con thở sao con sống, nói đi con.
Bây giờ đi ngủ chút ngoài xuống là cho ăn, mỗi đứa ăn rồi ăn xíu cho ngoại bù lại nha. Tắm xong ngoại bù. À, trời ơi, làm hết hồn mà tôi tưởng bị đụng không à. Nó đừng làm ngoại sợ nè, lần đầu tiên mới có. Ngày đầu tiên em tập mà, em tập mà. Con phải đứng vậy thì mẹ mới làm chứ, mình nằm biếng quá, mình nằm chạy dài chạy chạch tới đây à. Cắt tóc xì tôn cái búp bê luôn bây giờ á. Cái này nó đã rồi hết đi luôn. Ồ, chúc mừng luôn, chưa làm xong được hai con. Ý trời con á. Em cắt ở đây mà sao không cắt được. Mà không cắt. Em cắt ở đây cái mặt nó dị họ mấy ngày con. Cái đầu về đi quá trời. Nó méo cái miệng này nè. Con có thể im cho mẹ không? Ở cái má bên kia miếng nữa nha con. Cái má bên kia miếng nữa rồi đi xuống. À, còn cái chả cái đầu nó không biết cái đầu có cắt không. Sợ cái đầu không nữa. Im, nó bo lại thôi chứ mới cắt được. Nó không có điều gì kìa. Đều không? Không có điều, cái mặt nó không có điều được. Cầm không có cái tông đơ á, em đi nó bớt. Còn giờ không có tông đơ, không có đi được. Hiểu không? Vì tông đơ bớt, nó cho nó ngắn bớt. Mấy cái đầu á? Mấy cái đầu nó cho nó tròn nè. Mấy cái đầu nó tròn nè, nhanh lên. Cắt nó đó. Rồi tao cắt mày chảy cái đầu nó tròn, tao cắt hồi cái đầu mày nó méo xẹo luôn, vui lắm. Con không có thẳng á, là mẹ sởn hồi thành cái đầu con nó méo xẹo à. Ha. Mày thôi chắc không sởn đâu con. Kiểu này nó sờ bừng rồi cắt cái đầu nó hồi méo xẹo kỳ lắm. Ghét anh dần anh đã thương em rồi, mà tại sao anh không nói câu làm quen, để em làm duyên, để em âu sầu. Ăn này của em xinh tươi, ăn nụ cười sao ngây thơ. Mình xanh thì tại sao em mong cô tình vẫn vương, và từ đây em sẽ không chờ, anh xin lỗi. Và rồi từ đây em sẽ hững hờ, anh bị kẹt xe mà. Tại vì anh luôn luôn có lý do gì cho lòng em bâng khuâng nhớ thương. Ghét anh dần anh đã thương em rồi, mà tại sao cười sao ngây thơ mình xanh đôi. Biết anh dần anh phố mưa mong chờ, một mình em đơn côi dưới buổi chiều nay, giấc mơ tan phai phấn son nhạt nhòa. Thì tại sao em trông, thì tại sao em